thu hồi một chiếc hộp đen của chiếc phi cơ China Eastern Airlines lâm nạn tại Quảng Tây. Lực lượng cứu nạn ở miền Nam Trung Quốc đã lục soát để tìm kiếm thi thể của các nạn nhân đi trên chiếc phi cơ của hãng hàng không China Eastern Airlines lâm nạn vào hôm thứ Ba, có 132 hành khách. Nhân viên điều tra Trung Quốc cho biết chiếc phi cơ bị vỡ nát sẽ gây khó khăn cho việc xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn chiếc phi cơ mang ký hiệu MU5735 vào hôm thứ Hai bay từ Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam hướng tới thành phố cảng Quảng Châu, đã đột ngột từ độ cao gần 30.000 feet lao thẳng xuống vùng núi Quảng Tây khoảng một tiếng đồng hồ trước khi hạ cánh theo dự tính. Ông Chu Thao, Giám đốc Cơ quan Hàng không Dân dụng Trung Quốc CAAC cho biết không có người sống sót nào được tìm thấy. Vào hôm thứ Ba, lực lượng cứu nạn đã vượt qua khu sườn núi rừng rậm ở miền Nam Trung Quốc, sử dụng sẻn và đuốc để tìm kiếm các nạn nhân khoảng 600 binh sĩ, nhân viên cứu hỏa và cảnh sát đã đến nơi chiếc phi cơ lao xuống, một khu vực rộng khoảng 1 km vuông ở vị trí có các ngọn núi bao quanh. Tin mới nhất cho hay, các nhân viên điều tra tối thứ Tư đã thu hồi được một máy ghi âm, còn gọi là hộp đen của chiếc Boeing 737-800 lâm nạn. Theo Sun Shijin, viên chức của China Eastern, thì chiếc phi cơ B737-800 đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn trước khi cất cánh Ông cũng cho biết chiếc 737 được chuyển giao cho hãng hàng không vào tháng 6 năm 2015 và đã có 18.200 giờ bay sau gần 9.000 chuyến bay. Và hôm thứ hai, China Eastern Airlines và hai công ty chi nhánh để yêu cầu phi đội 225 chiếc 737 ngừng hoạt động để chờ hoàn tất cuộc điều tra nguyên nhân làm phi cơ bị lâm nạn.